Và một trong những người đã đồng hành cùng với Chi Pu trong một mùa giải khá là dài đó là chương trình Street Dance. Trọng Hiếu là một trong những cái tên mà đã để lại ấn tượng trong chương trình đó với những vũ điệu rất là đẹp. Chúng ta biết tới Trọng Hiếu với vai trò là ca sĩ và một dancer, nhưng bên cạnh đó gần đây thì anh còn xuất hiện trên một hình ảnh mới, đó là đại diện cho hãng thời trang nam đầu tiên của Việt Nam áp dụng những trải nghiệm về mặt công nghệ vào trang phục. Sự trở lại với một vai trò mới hứa hẹn sẽ là một sự bùng nổ của Trọng Hiếu trong chặng đường khẳng định cái tôi khác biệt của anh trên con đường hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Xuất hiện trong không gian thời trang, mang đậm màu sắc của không gian vũ trụ, với sắc bạc là chủ đạo, Trọng Hiếu với sự kết hợp cùng MitaGen đã mang tới cái nhìn mới mẻ, trẻ trung hiện đại song không kém phần lịch lãm cho thời trang Việt. Thời trang đối với Hiếu là một cái nghệ thuật riêng, nghĩa là cái nghệ thuật đó là mình thể hiện được cái cá tính của mình, thể hiện được những cái tư duy của mình, cái phong cách sống của mình. Và Hiếu luôn muốn trải nghiệm và thử nghiệm những cái thời trang nó dị một tí, nó lạ một tí, nhưng mà cũng những cái thời trang mà nó rất là đơn giản và nó làm cho mình cảm thấy thoải mái và tự do. Thì MitaGen là một cái brand rất nam tính, rất là bền bỉ. Cái thời trang kiểu mình mặc được lâu dài, nó đúng thể hiện cái phong cách sống của Hiếu, đúng thể hiện cái tư duy của Hiếu là sống thì phải sống tích cực, yêu thì phải yêu mạnh, làm nghệ thuật thì phải làm hết sức và làm với đầy và đam mê. Với slogan The First Step, được biết đây là lần lấn sân sang thời trang của Trọng Hiếu, cũng như là sự khởi đầu cho việc mang trải nghiệm công nghệ và các thiết kế thời trang tại Việt Nam. Cái này em thấy rất liên kết, bởi vì sao anh Trọng Hiếu là một ca sĩ, trước đấy xuất thân của anh là một dancer, và anh khi mặc những cái bộ đồ mà kiểu gọi là khá là thể thao ấy, kiểu sport nhưng mà vẫn rất là đẹp, rất lịch sự. Nói chung là em nghĩ đây sẽ là có thể là một chú ngựa ô ở trong ngành thời trang nam, bởi vì sao? MitaGen dám nghĩ làm là có định hướng phong cách riêng, có bước gọi là cải tiến vượt trội hơn so với các nhãn hàng thời trang nam thông thường. Trọng Hiếu là một nghệ sĩ mà bạn ấy có một cái gu thời trang phải nói rằng là ấn tượng, và cái phong cách của bạn ấy thể hiện ra cũng như là cái lối sống của bạn ấy nó rất phù hợp với cả một cái vị khách hàng của MitaGen. Những bạn nam mà tài năng này, có chiều hướng cho xã hội này, và quan tâm đến bản thân, quan tâm đến hình thể, quan tâm đến thời trang, và có những cái sản phẩm mà mong muốn mặc những thời trang nó phù hợp với bản thân, thì đấy là lý do vì sao mà cho Trọng Hiếu. Thời trang khẳng định cá tính, đi cùng với đó là sự sáng tạo, đòi hỏi phải giữ được nét đẹp bền bỉ. Điều này cũng giống với quá trình hoạt động nghệ thuật mà Trọng Hiếu theo đuổi. Với một vai trò mới, một hình ảnh mới, người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là cú bật của chàng ca sĩ đầy tài năng, cũng như là sự khởi đầu của thương hiệu Việt trong thời gian tới.